Chào mừng mọi người đến với kênh Miri Bari. Thì hôm nay mình làm cái video này để mọi người có thể hiểu hơn về mình cũng như là về kênh của mình, và một phần cũng là để tập nói chuyện trên ống kính. Trời ơi, lần đầu tôi làm ba cái chuyện này luôn á. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Vân, mình qua Pháp cũng được 4 năm rưỡi rồi. Thì thời gian đầu mình qua, mình có phụ ba má chồng làm nhà hàng. Sau đó thì ông bà nghỉ hưu nên mình cũng nghỉ luôn và không có đi làm cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian đó thì mình có hai bé, một bé gần 3 tuổi, còn một bé 15 tháng. Ban đầu trước khi qua Pháp thì mình không biết một chút xíu gì về Pháp hết, và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ bước qua đây du lịch, huống chi là định cư hẳn bên đây. Sau khi qua rồi á, thì mình thấy đời sống rất là khác biệt. Thời gian đầu hòa nhập cũng khó khăn, khóc lóc nhớ nhà các kiểu. Đó là tình hình chung của những người mới qua, còn bây giờ thì hết rồi mọi người ơi. Hiện tại chủ yếu mình ở nhà chăm sóc cho hai bé. Bé lớn thì mới bắt đầu đi nhà trẻ, mình chỉ còn giữ một bé nhỏ ở nhà thôi, cho nên cũng dư một chút thời gian. Thế là mình nảy ra ý định muốn thử sức làm YouTube. Vậy thì tại sao đang yên đang lành lại muốn làm YouTube? Thú thật với mọi người là mình cũng khá đắn đo, không biết là có nên làm hay không nữa. Tại vì mình có cái bệnh ngại á mọi người. Mình vốn không phải là một người hoạt bát, hoạt ngôn, sôi nổi để có thể làm YouTuber. Mình khá là trầm, ít nói. Nói chung là nhạt lắm mọi người ơi, không có cái gì gọi là mặn mà hết trơn á. Thế nhưng mình rất là thích quay phim. Đi đâu chơi mình cũng quay lại để làm kỷ niệm, nên mình có khá là nhiều video. Lâu lâu mở lên coi lại cũng rất là vui. Lý do chính mà mình muốn làm YouTube đó là mình thích ghi lại kỷ niệm, để sau này có thể xem lại và sống lại những kỷ niệm đã qua. Một lý do khác nữa là do mình sống xa nhà, nên nếu mình làm video thì gia đình bạn bè mình ở bên Việt Nam có thể theo dõi được những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Nói tới đây thì thấy tội nghiệp ông bà ngoại quá, vì cháu nó gần 3 tuổi rồi mà vẫn chưa được bồng bế. Vì dịch Covid cho nên mình không về được. Đến lúc về được chắc ông bà bồng hết nổi rồi. Bên cạnh đó mình cũng không quá áp lực nếu như không có nhiều người xem. Vì mình làm cho bản thân mình, vì niềm vui của mình và gia đình bạn bè mình có thể theo dõi được. Và nếu may mắn mình có được sự quan tâm của nhiều người hơn nữa thì điều đó thật sự là quá tốt. Mình cũng có một chút khó khăn trong quá trình làm vì hai bé của mình còn khá nhỏ, cho nên mình chỉ có thể tập trung làm lúc mà hai nàng đi ngủ rồi thôi. Chứ mà hai nàng còn thức á, là một nàng túm tóc, một nàng ôm cổ là không có làm được gì hết trơn á. Cho nên video của mình không có lịch cố định, khi nào có thời gian làm xong thì up lên thôi. Vậy tại sao lại đặt tên kênh là Miri Paris? Thật ra ban đầu mình định đặt là Vân Đoàn Cuộc Sống Pháp. Thế nhưng mình để ý thấy nhiều người cũng đặt na ná như vậy rồi, cho nên mình muốn đặt một cái khác cho nó khác khác một tí. Thế là Miri Paris ra đời. Miri là tên của hai đứa con gái mình ghép lại. Và hai nàng đều sinh tại Paris, cho nên là mình thấy hợp vần hợp điệu nên đặt Miri Paris vậy thôi. Mọi người muốn gọi mình là Vân hay là Miri theo tên kênh đều được nhé. Vậy thì kênh Miri Paris làm về chủ đề gì, có hấp dẫn hay không? Theo như mình chia sẻ thì mình đang sống tại Pháp, một đất nước phải nói là vô số cảnh đẹp, với lượng du khách quốc tế đổ về rất là đông, với 90 triệu lượt khách mỗi năm thì chỉ riêng Paris thôi là 30 triệu rồi. Nhắc đến Paris thôi là mọi người bắt đầu mắt long lanh. Ước gì một ngày mình được trèo lên Eiffel ngắm hoàng hôn với người yêu. Ước gì được check-in tại địa điểm siêu hot của Paris, bảo tàng Louvre. Do đó kênh mình sẽ định hướng kể về du lịch Pháp, bên cạnh đó cũng kể về cuộc sống của người Việt trên đất Pháp. Cũng như những hoạt động văn hóa địa phương có những gì. Mọi người nhớ bấm đăng ký để đón xem nó khác như thế nào so với nơi mọi người đang sống nhé. Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh ở Pháp bây giờ đang khá là căng thẳng. Pháp đang hiện là tâm dịch của châu Âu luôn á. Mỗi ngày là có trên 200.000 ca. Ghê không? Ngày nào mình cũng nghe phát cái lực, phát cái lực, mình mệt luôn.
cô giáo của Amy cũng bị dính Covid, thế là Amy cũng phải nghỉ học một tuần ở nhà chờ đến khi có thông báo mới. Do đó mình cũng hạn chế đi ra ngoài, cho nên mình chỉ có thể đăng những video dạng chia sẻ kỷ niệm, chứ không cũng không phải là dạng review trực tiếp. Những video đó cũng có rất là nhiều cảnh đẹp, mọi người nhớ đón xem nha. Nãy giờ là một chút chia sẻ để làm quen với mọi người, mong là sẽ được mọi người yêu thích và ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.